Bữa su cuối cùng à, hôm nay ăn su cả quả nha. Nè, su chấm chao bông mai. Tiếp tục. Ăn trưa su su trứng gà chao bông mai. Bữa nay luộc cả quả luôn. Bữa nay luộc nguyên quả luôn. Luộc nguyên quả su su luôn. Ăn như ăn trái cây vậy đó. Luộc nguyên quả không bị mất chất. Trời ơi, chào nó béo. Ăn cả vỏ cả hạt. Ăn gì mới ngon. Ăn 4 quả hơi nhiều. Đây giảm số lượng xuống còn 3 quả. Luộc nửa tiếng nó mới chín á. Không có bỏ gì hết. Ăn từ giò đến hạt đến cuốn luôn. Luộc nguyên quả ăn ngon hơn. Đừng có cắt cục cục quá. Luộc ăn mất ngon. Một trái rồi đó. Xong. Đúng không? Cái cây không? Giờ mới phát hiện ra su su luộc quả quả ngon. Hốt quả nguyên à. Nguyên hột không? Hột ngon. Hột. Hột không? Ăn hột luôn. Cho mọc cây. Tại sao lại là bữa ăn su su cuối cùng? Mặc dù ngoài vàng vẫn còn nhiều lắm á. Cuối cùng của cái tuần này thôi. Tại vì sao? Ngày mai bà về, chắc chắn không ăn su su mà ăn món khác. Mai bà về sẽ nấu vịt nấu trao cho bà ăn. Qua tận bà đi nữa mình lại ăn su su. Ăn là hết vàng thôi. Mới ăn là có nửa vàng à. Chào gì mà nó ngon dẻo béo.
sáng giờ mưa tầm tã, giờ nó mới hơi ẩn ẩn lên chút. Ăn xong bắt đầu đi dọn nhà, lau nhà, rửa sân, chào đón bà chủ về. Quả này hơi bự, luộc nó chưa có mềm bằng hai quả kia, ăn nó còn hơi sực sực. Luộc mềm hẳn á, ăn ngon hơn. Mềm như bên đây rồi. Nó còn hơi sực sực. Tôi thích ăn mềm. Này hai quả trứng. Cái hộp của nó mịn màng lắm. Họ còn non, ăn được luôn. Xong bữa trưa, chiều ăn bắp, ngày mai bả về ăn vịt nấu chao, hái cái đọt cà chua nè, ngọn cà chua này với ngọn su su nè, đem vô nhúng lẩu vịt nấu chao ăn vậy cho nó mập.